Buổi biểu diễn thật tuyệt, âm nhạc và tất cả các nghệ sĩ tham gia biểu diễn và khung cảnh thật thân thiện, ấm cúng, nồng hậu. Tôi không hiểu lắm các lời bài hát, nhưng tôi nghe nhạc và hiểu âm nhạc rất hay, nhất là các bản nhạc truyền thống của Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam, tôi yêu các bạn. Theo đại diện ban tổ chức, đêm thơ nhạc Paris một khoảng trời là dịp để kết nối, giao lưu giữa những người Việt sống xa quê và cũng là để giới thiệu văn hóa truyền thống tới bạn bè quốc tế.